Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm vòng quay ngẫu nhiên, dùng để gọi tên người bất kỳ trong buổi học hay cuộc họp, hay dùng cho các trò chơi may mắn. Bạn có thể làm các dạng vòng quay chứa chữ cái, ký hiệu hay số thứ tự. Ngoài ra, cũng có thể dùng chính hình ảnh của người tham gia làm vòng quay ngẫu nhiên. Ví dụ trong cuộc họp online, mình chụp màn hình mọi người ngay trong ứng dụng họp online rồi chèn nhanh vào vòng tròn là có thể tổ chức trò chơi luôn. Bên cạnh các dạng vòng xoay cổ điển mà bạn thường hay thấy, cách làm này của mình còn giúp bạn thoải mái sáng tạo hơn với nhiều ý tưởng khác nhau. Chẳng hạn như mình có thể tạo dạng vòng đu quay ở công viên trò chơi, hay dạng trò xoay cái chai, hoặc là biến đổi các shape từ hình tròn thành vòng xoay trái tim, bông hoa, xoay chong chóng, v.v. Mục tiêu của mình là muốn hướng dẫn các bạn cách thực hiện hiệu ứng này sao cho nhanh nhất, đơn giản nhất, ít bị lỗi nhất và có tính linh động cao để bạn thoải mái sáng tạo. Vì đã có rất nhiều hướng dẫn khác về cách tạo hiệu ứng này rồi, nhưng đa số khá phức tạp. Để tạo được vòng tròn chia nhiều phần kiểu này, bạn phải tự vẽ bằng công cụ shape, hay phải tính toán tỷ lệ và dùng chức năng vẽ đồ thị tròn kết hợp từ Excel. Không chỉ mất thời gian mà còn rất dễ bị lỗi. Tạo vòng quay dạng chữ hay dạng số đã vậy, nếu muốn tạo dạng vòng quay hình thì cách vẽ biểu đồ tròn với bảng tính Excel càng mất thời gian hơn. Vậy nên sau khi tìm tòi nhiều cách làm khác thì mình thấy đây chính là cách nhanh nhất, dễ nhất và không phải chuẩn bị lâu từ trước. Cách này mà làm vòng quay dạng chữ hay số thì quá dễ dàng rồi. Nên mình sẽ hướng dẫn với hiệu ứng vòng quay hình này trước nhé. So với vòng quay là tên hay số thứ tự, chắc hẳn là người tham gia sẽ rất thích thú, hào hứng khi được nhìn thấy hình của chính mình trong vòng quay, lại còn vừa giúp mọi người dễ nhớ mặt nhau và gắn kết hơn. Mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn ngoài quy tắc cơ bản để tạo hiệu ứng, sẽ còn một vài hướng dẫn cụ thể hơn để bạn tạo được tất cả các loại vòng xoay mà bạn đang thấy ở đây luôn nhé. Nào bây giờ mở PowerPoint lên. Để tạo được vòng xoay, bạn sẽ vào Insert, chọn Smart Art, chọn dạng Cycle và tìm loại đồ họa tên Radio Van hay là Radio Cycle hoặc Basic Radio cũng được. Chỉ khác chút xíu về kiểu thiết kế đường nối giữa các hình thôi. Xong rồi chèn vào slide. Mặc định thì chỉ có 4 hình tròn xung quanh. Nếu bạn muốn có nhiều hình tròn hơn thì trong bảng nhập dữ liệu chỉ cần bấm Enter, tạo nhiều dòng mới theo số lượng hình tròn bạn muốn có. Bạn có thể chỉnh lại kích cỡ các hình tròn cho lớn hơn hay là gần nhau hơn. Bạn nhấn giữ Ctrl để click chọn tất cả hình tròn. Rồi vừa nhấn giữ phím Shift, vừa kéo các góc để tăng kích cỡ. Nhấn giữ phím Shift là để cho hình tròn được giữ đúng tỷ lệ khi kéo, không bị lệch thành hình oval. Có kích cỡ vừa ý rồi thì giờ bạn click chọn hình, bấm Ctrl Shift G 2 lần, hay chọn Ungroup 2 lần, để tách nhóm và chuyển tất cả thành các hình tách rời. Các chi tiết nào không cần thiết có thể bỏ đi. Giờ mình sẽ chèn ảnh các thành viên vào từng hình tròn. Ví dụ mình không có ảnh từng thành viên nên mình sẽ chụp nhanh màn hình ứng dụng họp online có mặt đủ mọi người. Bấm vào ảnh và Ctrl+C copy, rồi để đó. Bấm chuột phải vào hình tròn bất kỳ, mở Format Shape, ở Shape Option, chọn Fill, đổ nền với Picture Fill với nguồn ảnh chính là ảnh vừa mới bấm Ctrl+C lúc nãy. Rồi giờ vào thẻ Picture Format của ảnh, chọn công cụ Cut Crop. Có các điểm kéo màu trắng và màu đen, bạn nhớ chọn đúng vào các điểm màu trắng để kéo thay đổi kích thước của ảnh. Và rồi dịch chuyển hình vào đúng vị trí hiển thị của hình tròn đang được cắt. Tương tự, bạn sẽ chèn ảnh vào các hình tròn còn lại. Nhưng để thao tác cho nhanh, bạn hãy thực hiện thế này nè. Click hình tròn vừa chèn ảnh xong và bấm phím tắt Ctrl+Shift+C để sao chép định dạng. Sau đó, click vào hình tròn kế tiếp, bấm phím tắt Ctrl+Shift+V để dán định dạng. Cứ như vậy, dán định dạng cần sao chép cho tất cả hình tròn trước đã. Xong rồi, chỉ cần điều chỉnh lại ảnh cho khác nhau bằng cách click vào từng hình, Picture Format và Crop, dịch chuyển phần ảnh sang khuôn mặt khác. Cứ tiếp tục như vậy lần lượt với các hình tròn khác. Với mỗi hình, chỉ cần dịch chuyển ảnh một chút để có các khuôn mặt khác nhau trong khung hình tròn là được.
không cần phải thao tác chèn ảnh lại như lúc đầu. Cuối cùng đã chèn hết ảnh xong, giờ chúng ta sẽ tạo mũi tên xoay, click chọn hình trung tâm, vào Shape Format, chọn Edit Shape và Change Shape, đổi thành hình mũi tên, chỉnh lại độ dày, độ nhọn, kích cỡ mũi tên nếu cần. Hoặc bạn không thích mũi tên có sẵn này của PowerPoint thì có thể xóa và thay bằng bất cứ biểu tượng mũi tên nào cũng được. Đến đây ta sẽ bắt đầu quá trình thiết lập hiệu ứng. Sẽ có hai kiểu hiệu ứng cho bạn chọn. Kiểu thứ nhất là bạn sẽ cho vòng tròn đứng yên và tạo hiệu ứng mũi tên xoay và dừng ngẫu nhiên khi bấm vào. Kiểu thứ hai thì ngược lại, mũi tên sẽ đứng yên, còn vòng tròn sẽ xoay và dừng ngẫu nhiên. Tùy theo ý tưởng hay cách trang trí của bạn về sau mà bạn sẽ chọn kiểu hiệu ứng 1 hay kiểu hiệu ứng 2. Ví dụ kiểu hiệu ứng 2 sẽ làm được vòng đu quay trong công viên, hay chiếc nón kỳ diệu, hay các cây bông hoa trong chóng v.v. Còn dạng trò xoay mũi tên hay xoay chai thì ta cần làm theo kiểu hiệu ứng số 1. Với kiểu hiệu ứng số 1, chỉ có mũi tên sẽ xoay, nên giờ click chọn mũi tên, vào Animation, bật bảng Animation Pane lên, Add Animation thêm hiệu ứng, tạo hiệu ứng xoay Spin, bấm chuột phải vào hiệu ứng vừa tạo trên Animation Pane, chọn Effect Option, chọn quay 2 vòng True Spin. Số lần lặp lại Repeat là cho đến lần click chuột tiếp theo. Xem thử trước hiệu ứng, mũi tên xoay với tốc độ như thế này là hơi chậm đó, nên mình sẽ chỉnh lại duration cho nhanh hơn dưới 1 giây, như là 0.75 giây hay 0.5 giây. Tiếp tục để mũi tên chỉ xoay khi bạn muốn, bạn cần thực hiện gắn trigger cho hiệu ứng. Ví dụ như mình sẽ vẽ thêm một hình vuông hay hình nút bấm. Khi bạn bấm vào nút lệnh này thì mũi tên sẽ xoay, khi bấm lần tiếp theo thì mũi tên sẽ dừng. Vào Arrange, bật Selection Pane lên để xem và đặt lại tên gọi của nút lệnh này cho dễ nhận diện. Rồi giờ chọn hiệu ứng đã tạo trên Animation Pane, bấm chuột phải chọn Timing, ở mục Trigger xác định hiệu ứng sẽ được thực hiện khi bấm vào On Click Off là nút lệnh mới thêm vào. Bây giờ để mũi tên dừng xoay bất kỳ lúc nào và chỉ vào các hướng ngẫu nhiên, bạn sẽ làm như thế này. Chọn mũi tên, Add Animation, chọn hiệu ứng xuất hiện. Gắn cho hiệu ứng này trigger là On Click Off, cũng là nút điều khiển. Chỉ có vậy thôi đó, giờ bạn xem thử nè. Click chuột lần thứ nhất mũi tên sẽ xoay. Click chuột lần thứ hai mũi tên sẽ ngừng xoay và dừng ở điểm ngẫu nhiên. Như vậy khi nào bạn muốn mũi tên xoay hay dừng lại hay xoay tiếp nữa thì chỉ cần click chuột vào nút lệnh này. Bạn đã thực hiện được kiểu hiệu ứng số 1 cho mũi tên xoay và dừng ngẫu nhiên. Chỉ cần thêm hình nền, trang trí nút lệnh, thêm tiêu đề. Hoặc nếu có ý tưởng thiết kế chủ đề chơi khác, ví dụ trò chơi xoay chai, thì có thể đổi hình dạng của hình tròn thành hình nút chai, chèn ảnh hay chữ vào. Đổi mũi tên thành hình cái chai để xoay chẳng hạn. Hoặc bạn cũng có thể đặt mũi tên trên vòng xoay ngoài của hình như thế này. Vậy còn kiểu hiệu ứng số 2, mũi tên đứng yên và chỉ có vòng tròn xoay thì sao? Cũng tương tự như vậy thôi, cái gì xoay thì mới gắn animation cho cái đó. Vậy thì bạn sẽ chọn tất cả các hình tròn và Ctrl G nhóm chúng lại thành một nhóm. Sau đó thực hiện giống như kiểu hiệu ứng số 1, cũng Add Animation, thêm hiệu ứng xoay, Effect Option, chọn quay 2 vòng. Vào Timing chỉnh số lần quay lặp lại liên tục cho đến lần click chuột tiếp theo. Đổi Duration thời lượng xoay, còn 0.75 hay 0.5 để xoay nhanh hơn. Tiếp tục chọn nhóm các hình tròn lại, Add Animation, thêm một hiệu ứng xuất hiện. Xong, nhấn giữa Ctrl để chọn lần lượt hai hiệu ứng. Vào Trigger, xác định hai hiệu ứng này sẽ diễn ra khi click vào mũi tên hoặc là nút lệnh trên màn hình. Bạn thấy đó, hai cách thức làm cũng tương tự nhau thôi, chỉ khác là muốn cái nào xoay thì mới tạo hiệu ứng cho cái đó. Khi bạn hiểu được quy tắc tạo hiệu ứng rồi thì có thể thỏa sức sáng tạo. Ví dụ thay vì dùng hình tròn thì bạn chọn tất cả vào thẻ Shape Format, chọn Edit Shape và Change Shape, rồi đổi tất cả thành hình trái tim chẳng hạn.
xoay chiều từng hình lại theo tâm, rồi chỉnh kích cỡ các hình cho phù hợp. Xong rồi thì bạn chèn hình hay chữ vào, trang trí nền, khung quay, mũi tên, nút điều khiển xoay và bảng lựa chọn câu hỏi trò chơi. Group các trái tim thành một nhóm và tạo hai animation để nó xoay và dừng khi bấm vào nút điều khiển. Tương tự như vậy, không thích đổi thành hình trái tim thì bạn có thể đổi sang hình giọt nước. Xoay các hướng để tạo các kiểu trang trí khác nhau. Chèn hình vào hay là gõ điện số vào hình. Rồi trang trí nền, thêm gốc cây, cành cây và nhụy hoa, thêm mũi tên. Cuối cùng thì group các chi tiết của hoa thành một nhóm, rồi gắn cho chúng hai animation như mình đã hướng dẫn. Gắn trigger vào nút điều khiển cho chúng xoay và dừng ngẫu nhiên. Cuối cùng là dạng thiết kế vòng đu quay giống thế này. Để tạo vòng đu quay, bạn có thể tự vẽ bằng Insert Shape. Vẽ riêng từng chi tiết như hình chữ nhật, khối thẳng, các đường tròn, độ đậm nhạt khác nhau. Xếp tất cả lại để mô phỏng cái đu quay. Giờ nhìn đã giống như cái đu quay rồi đó. Tiếp tục chèn ảnh vào từng hình tròn, thêm mũi tên. Xoay chiều các hình hướng vào tâm chính giữa. Thêm nút điều khiển cùng bảng lựa chọn câu hỏi. Trước khi tạo animation thì nhớ là phải group tất cả các phần sẽ xoay vào một nhóm. Ví dụ các hình tròn nè, cùng với các vòng xoay bên dưới. Chứ cái logo và phần trụ thì không chọn vì chúng phải đứng yên. Group thành một nhóm xong rồi thì mới add hai animation. Gắn trigger cho nó diễn ra khi bấm vào nút điều khiển. Vậy là đến đây bạn có thấy đúng là cách tạo hiệu ứng vòng xoay này nhanh hơn kiểu tạo đồ thị tròn với bảng tính Excel không? Lại còn rất linh hoạt để sáng tạo nữa chứ. Mình đã hướng dẫn bổ sung thêm tới 5 thiết kế vòng xoay khác nhau. Hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các bạn thử nghiệm và tìm tòi những ý tưởng mới cho bài trình chiếu của bạn nhé. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.